Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều hôm nay 21 tháng 4, khi được hỏi về quan điểm của Bộ Ngoại giao liên quan đến việc lãnh đạo cấp cao Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Tô Anh Dũng mới đây đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong khi thực hiện chuyến bay giải cứu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao đối với vụ việc này là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng đã khẳng định việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước trong bối cảnh đại dịch vừa qua là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, chưa có tiền lệ, được Thủ tướng Chính phủ giao cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19, các bộ ngành và địa phương liên quan cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp triển khai. Việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ khóa 13 đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, không ngừng không nghỉ của Đảng, Nhà nước. Qua công tác kiểm tra đã xử lý kiến nghị, xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao cả đương chức và đã nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, cán bộ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng đặt câu hỏi, vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế, thế nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó? Hay có ý kiến của thành viên ban chỉ đạo đặt vấn đề, lò đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực phừng phừng như thế nhưng hành vi tham nhũng tiêu cực vẫn ngang nhiên trắng trợn, quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, có tổ chức thì có ai chống lưng, có ai là chỗ dựa không? Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội nhận hối lộ đối với 3 bị can: Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Trước đó, ngày 27 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với các bị can Nguyễn Thị Lan Hương, Cục trưởng Cục lãnh sự, Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự cùng về tội nhận hối lộ. Mới đây, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy cùng 3 thiếu tướng và 2 sĩ quan cấp tá đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tham ô tài sản. Có ý kiến trong ban chỉ đạo là nói rằng là gì? Củi lửa thì cháy phừng phừng nhưng mà tham nhũng tiêu cực là vẫn ngang nhiên trắng trợn, quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, có tổ chức. Và các đồng chí đặt vấn đề là có ai là chỗ dựa, có ai là chống lưng cho cái lực lượng tham nhũng tiêu cực hay không? Có ai là chỗ dựa không? Một trong những cái tồn tại hạn chế, tham nhũng tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tinh vi, phức tạp. Nếu để nạn tham ô hối lộ hoành hành thì đúng như lời Lenin đã cảnh báo là chúng ta sẽ không thể làm được một cái thứ chính trị nào hết. Đội ngũ cán bộ đảng viên mà suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là khi có quyền cao chức trọng, thì đảng, chế độ mới và đất nước đều sẽ lâm nguy. Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước hội nhập kinh tế quốc tế phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn được thế giới công nhận. Nhưng trên thực tiễn đã cho thấy xuất hiện không ít cán bộ đảng viên cấp cao thiếu bản lĩnh, dẫn đến lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách, khiến nhân dân bức xúc, gây mất uy tín của cơ quan, tổ chức đảng, là điểm yếu để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc. Thì chúng ta đều thấy những vụ án trăm tỷ, nghìn tỷ đều thấy bóng dáng của các nhà chính trị bị suy thoái, liên kết với các doanh nghiệp làm ăn tăm tối và hủ lậu. Cho nên cái mối nguy cơ, sự cảnh báo quan thương nhất thể, quan thương liên kết mà quan doanh thì càng nguy hiểm. Thì điều này cũng không nằm ngoài cái sự tiên liệu của các Marx cách đây 200 năm. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, hai cựu chủ tịch Khánh Hòa đã phải nhận 10 năm tù do sai phạm trong quản lý đất đai. Nói lời sau cùng trước tòa, các bị cáo cho rằng họ day dứt, đau buồn và muốn nhắn nhủ rằng vụ án vừa được xét xử là một bài học xương máu, lời cảnh tỉnh cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp trong việc áp dụng pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ. Và chắc chắn, các lớp lãnh đạo sau này của Khánh Hòa sẽ xem vụ án này là một bài học kinh nghiệm quý báu. Vào hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Chính trị đã giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì nghiên cứu, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh.
Nhiều chuyên gia và nhà khoa học đã rất ủng hộ việc này và cho rằng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ được xuyên suốt từ trên xuống dưới, đặc biệt là ngăn chặn sự lộng quyền, giám sát việc thi hành những quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của các quan chức địa phương. Tham nhũng tiêu cực từ lâu đã được Đảng nhìn nhận là giặc nội xâm, ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của Đảng, làm băng hoại thể chế, kéo lùi sự phát triển của đất nước. Do đó, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh nếu ra đời sẽ giúp cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng đi vào thực chất, kịp thời và hiệu quả hơn ngay từ cơ sở. Có thể hiểu, Ban chỉ đạo này như cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhiều ý kiến tán thành cao việc thành lập Ban chỉ đạo ở cấp tỉnh. Tuy nhiên, có một thực tế, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay thì trên nóng nhưng dưới vẫn lạnh. Trung ương kêu gọi là cần phải kiểm điểm, cần các thứ, nhưng mà ở dưới người ta kiểm điểm mà bỏ phiếu vẫn tốt, không vấn đề cả. Cái câu chuyện thì trong quá khứ chúng ta biết rồi, xảy ra ở đâu rồi, liệu có xảy ra cái trường hợp như thế nữa, và có giải quyết, quan trọng là cái mục đích có giải quyết được câu chuyện tham nhũng và tiêu cực không. Có những tình hình tin trung ương nhưng không tin dưới, hàng loạt những thư từ khiếu tố cáo toàn gửi vượt cấp lên trên này, bởi vì là nó ứ đọng đầy thế. Và trong đó thì tôi được biết là 70% là vấn đề tức là đất đai. Thành mới hy vọng rằng kỳ này kiểm tra đất đai sẽ làm một bước thành lập đội ngũ cán bộ chúng ta. Ông Nguyễn Túc cũng cho rằng việc Bộ Chính trị yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương cũng chính là ngăn ngừa sự móc nối giữa những cán bộ đảng viên có chức có quyền ở địa phương với doanh nghiệp mà không tuân thủ pháp luật. Để nhà nước ta thực sự là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Làm sao để những phần tử thoái hóa biến chất tự chuyển hóa, tự diễn biến trong một bộ phận cán bộ đảng viên mà có chức có quyền với không cấu kết, không làm bệ đỡ cho những các đại gia mà không yêu nước, coi đồng tiền là trên hết và trước hết. Để cho nó khách quan, để cho nó đừng bị lợi dụng là đấu tranh nhóm này với nhóm kia, triệt hại nhau. Cái đấy là cái tác hại rất nguy hiểm. Chứ còn chỉ chung chung cứ chống tiêu cực, à thế là tiêu cực, xong rồi là xử lý, thì chưa chắc đã ổn. Bởi vì đúng tiêu cực đấy, hiện tượng đó. Nhưng mà anh đó bị xử lý, còn anh khác cũng bị tiêu cực, nhưng tại sao không bị xử lý? Nói về xử lý tham nhũng, nhiều chuyên gia nhận xét, các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử từ trước tới nay, thì tội danh tham nhũng rất hạn chế. Mặc dù luật phòng chống tham nhũng đã được ban hành năm 2018. Do đó, thời gian tới, Ban chỉ đạo địa phương, trung ương cần tăng cường việc áp dụng luật, đặc biệt là những tội danh về tham nhũng trong các vụ án tham nhũng hiện nay. Bên cạnh đó là minh bạch, công khai tài sản, thu nhập của quan chức để người dân giám sát, góp phần đấu tranh một cách có hiệu quả nguồn gốc gây ra tham nhũng. Các hoạt động quyết liệt từ các cơ quan đảng đến lập pháp, hành pháp và tư pháp trong việc phòng chống tham nhũng thời gian vừa qua đang được dư luận đồng tình và đánh giá cao. Đặc biệt là nhiều kết luận đi vào vùng cấm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hay là khởi tố điều tra ở những mảng lĩnh vực mới ngoài nhà nước của Bộ Công an đã cho thấy tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ai không làm thì đứng sang một bên đang phát huy hiệu quả. Và chuyện trong ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12-13, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Như Tiến đã dành thời gian tham gia chương trình. Và trước tiên thì có lẽ là khán giả đang rất là mong muốn là ông trình bày cái quan điểm của mình, những suy nghĩ của mình trước cái phát ngôn của thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, để cho rằng là vì sao mà lò phòng chống tham nhũng vẫn phừng phừng như thế mà các hành vi tham nhũng vẫn diễn ra trắng trợn, liệu là có ai chống lưng hay không? Đó là một cái câu mà tôi thấy là rất là chia sẻ và chúng ta nghe thì rất là thấm thía. Câu hỏi đặt ra là có ai chống lưng không? Chắc là cũng không ai trả lời rằng không có ai chống lưng. Bởi vì sự thật nhãn tiền là chúng ta đã thấy rồi. Nếu như đằng sau Việt Á thì chắc chắn là phải có những cái người cao hơn Việt Á rất nhiều để mà tạo điều kiện rồi liên kết rồi tung hứng. Rồi câu chuyện gần đây ở Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội là bị vào vòng lao lý, đằng sau đó để chống lưng cho ai chính là công ty Nhật Cường. Và còn nhiều nữa, tôi không tiện, không có thời gian cho nên không lấy nhiều ví dụ nữa. Nhưng mà rõ ràng là có người chống lưng. Và cách đây không lâu,
đồng chí lãnh đạo của nhà nước có nói rằng là tôi biết rồi đấy, đằng sau mỗi một đồng chí lãnh đạo là rất nhiều sân sau sân trước. Không phải chỉ một sân sau mà còn nhiều sân sau. Đồng chí nói công khai trên các cơ quan thông tin đại chúng. Đó là khẳng định rằng là chắc là có. Chỉ có điều là chúng ta bóc tách được một sợi dây như thế, cả một cái hệ thống như thế, thì chúng ta chỉ bắt bóc tách một mắt xích, còn lại cả một chuỗi xích thì chúng ta dần dần sẽ bóc tách. Và tôi tin rằng là với cái quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước chúng ta đó, thì cái công cuộc phòng chống tham nhũng nó sẽ ngày càng rừng rực hơn và ngày càng có hiệu quả hơn. Vậy trước cái mô hình mà thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh ấy, thì cá nhân ông thì ông có quan điểm như thế nào khi mà rất là nhiều chuyên gia học giả ủng hộ việc này, thế nhưng cũng có những người băn khoăn là liệu rằng là khi mà đi vào vận hành thì có cát cứ địa phương hay không, hay là dẫm chân lên nhau hay không? Mấy ngày gần đây thì các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện truyền thông thì cũng hỏi tôi rất nhiều về việc này. Riêng tôi thì tôi rất ủng hộ. Ủng hộ là vì sao? Là bởi vì Trung ương có, và tại sao các địa phương lại không có cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực? Phải có để mà tăng cường cái giám sát quyền lực. Vì là chúng ta biết rồi đấy, ở địa phương đó, không phải tất cả, nhưng mà một số các vị đứng đầu địa phương, đứng đầu tỉnh là có cái biểu hiện là vua một vùng, có biểu hiện là đã có quyền thì là có lợi, đằng sau quyền là lợi ích rất nhiều. Và những người đứng đầu đó thì thường họ hay lạm quyền, lộng quyền, chuyên quyền và đặc quyền. Không có một cơ quan phòng chống tham nhũng đủ mạnh, ai sẽ là người giám sát quyền lực? Cho nên là tôi thấy rất ủng hộ. Và nói với các báo chí sáng nay thì tôi cũng nói rằng là nên là tạo nên một cái hệ thống từ trên xuống dưới, và là chính là cái cánh tay nối dài của cơ quan phòng chống tham nhũng ở Trung ương. Và cơ quan đó là chúng ta không sợ cát cứ, bởi vì có rất nhiều các cái cơ quan kiểm tra giám sát nữa. Chúng ta có rất nhiều răng mắc, rất nhiều các cơ quan như là Ủy ban Kiểm tra của Trung ương, của các cơ quan đảng, rồi thanh tra của Chính phủ, thanh tra của các tỉnh thành bộ ngành, và giám sát của các cơ quan là dân cử của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Và cơ quan phòng chống tham nhũng ở địa phương, ở tỉnh hoặc là thành phố cũng là một nơi mà tập trung những cái quyền để mà giám sát đối với những cái hành vi tham nhũng, và cũng có quyền quyết định. Còn nếu như có vấn đề nào mà không thuộc phạm vi thẩm quyền thì đã có cơ quan phòng chống tham nhũng ở Trung ương. Và tôi thấy rằng là nếu để cho họ cát cứ thì chắc họ cũng sẽ khó cát cứ được. Nhưng mà chúng ta không để như thế, bởi vì chúng ta có rất nhiều những cơ quan khác để kiểm soát quyền lực, và cũng thường xuyên là có những cái thổi còi hoặc báo động khi mà có dấu hiệu là các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan phòng chống tham nhũng lại có dấu hiệu tham nhũng. Đúng là cái tín hiệu rất là đáng phấn khởi việc mà thành lập các cơ quan kiểm sát quyền lực. Thế nhưng mà câu chuyện tiếp đó nữa là câu chuyện là xử lý những hậu quả trong những vụ án tham nhũng kinh tế gây ra. Thì ngay cả bản thân ông thì trong cái nhiệm kỳ Quốc hội 2023 ông cũng luôn bày tỏ với báo chí sự đau đáu về cái việc mà chỉ thu hồi được 10% tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế hay thôi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì khi chúng ta sửa đổi một loạt cái luật để làm sao mà ngăn chặn cái việc này, thì cá nhân ông có hy vọng là chúng ta sẽ ngăn chặn được tận gốc cái việc mà tẩu tán tài sản của những vụ án tham nhũng kinh tế hay không, đặc biệt là việc mà tẩu tán tài sản ra nước ngoài? Cách đây khoảng 10 năm, thời kỳ mà tôi còn làm đại biểu Quốc hội đó, thì trong một cái báo cáo tổng kết, báo cáo trước Quốc hội của Chính phủ, thì cũng có nói rằng là chúng ta thu hồi những tài sản do tham nhũng mà có chỉ khoảng được trên 10%. Thế thì quá ít, thế còn 90% thì nó chạy đi đâu? Chính là chúng ta kiểm soát không chặt chẽ cái số mà tài sản do tham nhũng mà có, cho nên họ chuyển dịch tài sản cho con cháu, người thân trong gia đình, và thậm chí một khối tài sản lớn họ có thể chuyển dịch ra nước ngoài. Và nếu chúng ta kiểm soát không tốt ấy, thì bản thân kẻ tham nhũng cũng đã có việc là chạy trốn ra nước ngoài, mà chúng ta rất nhiều công sức mới bắt được, mới đưa về để xử lý. Thì tôi thấy rằng là chúng ta phải làm ngăn chặn ngay từ đầu. Cũng giống như là
trong ngành y tế cũng có nói một câu rất hay, tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Rồi trong ngành chữa cháy của công an cũng nói là phòng cháy hơn chữa cháy. Chúng ta phải có những cái văn bản pháp luật, có những quy định thật chặt chẽ để mà bịt những cái lỗ hổng và có khả năng có những hành vi tham nhũng. Còn chúng ta cũng không quá nóng vội là vì thế nào? Bởi vì là tham nhũng không thể một sớm một chiều mà ngăn chặn được. Chúng ta càng ngày càng làm sao đó để tham nhũng chặn đứng và giảm đi rõ rệt thì đó cũng là thành công rồi. Chứ nhiều vị nói là sáng nay ra cái quyết định thì chiều chắc là hoàn toàn không có tham nhũng nữa. Bởi vì người có chức có quyền thường là rất hay lạm quyền, lộng quyền, chuyên quyền và đặc quyền. Tôi thấy rằng là và quyền thì họ thường họ nghĩ rằng là quyền bao giờ cũng đi đôi với lợi. Và lại có cái đằng sau, như tôi nói cái ban đầu đó, có những doanh nghiệp, có những người có hành vi tham nhũng thì lại liên kết rất mạnh với lại các quan chức trong bộ máy công quyền. Cho nên là chúng ta chặn là chặn ngay cả trong bộ máy công quyền của chúng ta, làm trong sạch hóa ngay bộ máy công quyền của chúng ta. Vậy nhân trao đổi về đề tài này ngày hôm nay thì cá nhân ông thì ông có những quan điểm như thế nào để làm sao mà cho quan chức là không dám và không muốn và không thể tham ô tài sản? Có bốn cái không. Không dám, không thể, không muốn và không cần tham nhũng. Bốn cái đó thì rất là hay rồi. Nhưng mà các giải pháp nào để ngăn chặn cái đó? Thì một là nếu như các văn bản pháp luật mà chưa bịt kín các cái lỗ hổng, còn những cái kẽ hở cho kẻ tham nhũng luồn lách vào, thì tôi thấy là phải sửa đổi. Nếu như cái luật phòng chống tham nhũng chưa đủ thì chúng ta phải là bổ sung, sửa đổi, bổ sung thêm những cái điều mà trong thực tế đang diễn ra. Rồi là nếu như các văn bản dưới luật mà cũng còn có lỗ hổng thì chúng ta bịt ngay. Rồi như là cái hiện tượng Việt Á này mà chỉ giao cho một nơi chứ không phải là đấu thầu rộng rãi, giao cho một nơi để làm cái việc đó, mà trong khi đó nghiệm thu đề tài về kit test COVID không phải chỉ có một học viện quân y mới làm được, mà còn rất nhiều những cái cơ sở nghiên cứu khoa học của chúng ta nữa. Nhưng mà vì chỉ định thầu như thế đó, cho nên là một loạt tướng tá trong thời gian vừa qua mới bị là vào vòng lao lý. Chúng ta thấy rằng là đó chính là bài học đau xót. Thứ hai đó là chúng ta có rất nhiều cơ quan, như tôi nói ở trên đó, thanh tra, kiểm tra, rồi giám sát của các cơ quan dân cử. Thì tại sao mà lại để lọt nhiều như thế? Và cũng phải hỏi xem là như thế thì trách nhiệm của các cơ quan này đã tới độ chưa? Đã mạnh mẽ chưa? Đã quyết liệt chưa? Và đã hết tinh thần trách nhiệm chưa? Thứ ba là yêu cầu những người đứng đầu các cơ quan tổ chức phải chịu trách nhiệm về việc tham nhũng ở tại cơ quan mình, tổ chức mình, đơn vị mình. Và phải có thường xuyên những người đứng đầu đó là phải giải trình về việc là nếu như có những dấu hiệu tham nhũng hoặc là có những hành vi tham nhũng. Và thêm một cái giải pháp nữa, đó là cơ quan cấp trên của những người mà có cái hành vi hoặc là có những dấu hiệu tham nhũng thì phải thường xuyên kiểm tra, giám sát. Kiểm tra đây không phải là đột xuất mà phải kiểm tra thường xuyên. Còn có những cái quy định nào trong các cái quy định, trong nhiều các quy định của nhà nước hiện nay đó mà còn lỗ hổng thì chúng ta phải bịt bằng cách là xây dựng những văn bản pháp quy để cho không dám tham nhũng và không thể tham nhũng. Còn một cái giải pháp cuối cùng là khi đã có tham nhũng thì chúng ta không phải theo kiểu là xử lý hành chính hoặc là phê bình kiểm điểm, mà phải làm rất quyết liệt để cho họ nghĩ rằng đấy là những bài học nhỡn tiền và không bao giờ dám tham nhũng nữa. Có một cái nguyên nhân nữa thì tôi thấy rằng vừa là nguyên nhân nhưng vừa là giải pháp. Đó là chúng ta làm sao đó để cán bộ công chức của chúng ta phải đủ sống, phải lương là cũng phải đầy đặn để họ có thể nuôi sống họ và nuôi sống con cái. Như thế thì cái chuyện là không cần tham nhũng nữa, vì cũng nhà nước đã cung cấp cho mình đầy đủ rồi, thế mình tham nhũng gì nữa. Thì như thế đấy, trong 6 cái giải pháp tôi vừa nêu ở trên đấy,
thì chắc chắn là cái câu chuyện là 4-0, không thể, không dám, không cần và không muốn tham nhũng chắc là sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên là trừ một số các đối tượng đặc biệt là họ có giàu có kết xù bao nhiêu thì họ cũng vẫn cứ vơ vét của nhà nước, vì cái lòng tham của con người là vô đáy. Vâng, đúng là trong cái những giải pháp và nhóm giải pháp mà của ông Tiến đề xuất thì chắc chắn nếu như mà chúng ta thực hiện được thì cái cuộc chiến và phòng chống tham nhũng, tham ô lãng phí của chúng ta trong thời gian tới đây sẽ đạt được những cái bước tiến mới, đúng không ạ? Kính thưa quý vị khán giả, mặc dù những năm gần đây công tác thu hồi tài sản tham nhũng có tiến bộ, song tính trung bình chỉ thu hồi được khoảng 10% tài sản tham nhũng. Chính phủ đã phát hiện ra điểm nghẽn quan trọng này, thế nên nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, trong lần sửa đổi luật thi hành án dân sự mới đây đã bổ sung cơ chế ủy thác xử lý tài sản. Điều này đã giúp cho cơ quan thi hành án dân sự có thể xử lý đồng thời những tài sản của người phải thi hành án ở nhiều địa phương khác nhau, góp phần quan trọng vào việc rút ngắn thời gian và xử lý có hiệu quả tài sản thi hành án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự theo bản án, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 04 ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Và tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày hôm nay, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Như Tiến, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã dành thời gian trò chuyện cùng với VTC1 trong chương trình.